Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita Channel. Kana và Sậy bất ngờ chạm mặt, tranh cãi nảy lửa vì chiếc xe đạp. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Đừng khóc anh đây rồi. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Quyên, như mọi ngày, thong thả đạp xe từ trường về nhà sau một buổi dạy học mệt mỏi. Trên đường, cô dừng lại ở chợ đông để mua nguyên liệu cho bữa tối hôm nay. Quyên muốn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình, vì vậy cô cẩn thận chọn từng bó rau xanh tươi, thịt cá tươi ngon. Trong lúc bận rộn lựa đồ, cô dựng chiếc xe đạp nhỏ gọn bên lề đường, nơi người qua lại đông đúc với tiếng ồn ào của chợ phiên. Trong lúc Quyên chăm chú chọn đồ, một tiếng động bất ngờ khiến cô giật mình. Chiếc xe đạp của cô bất ngờ bị một chiếc xe hơi bóng loáng đâm phải. Chiếc xe đạp nhỏ bé đổ xuống đường, bánh xe bị cắn nát, khung xe vặn vẹo một cách tàn nhẫn. Quyên vội vàng quay lại, mắt mở to kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mặt. Không kìm được cảm xúc, cô hét lên, anh ơi, dừng xe lại. Anh không thấy mình vừa làm hỏng xe của tôi sao? Chiếc xe hơi đen từ từ dừng lại, và từ bên trong, một người đàn ông cao lớn bước xuống với phong thái lạnh lùng, không chút áy náy. Đó là Duy Bảo, một doanh nhân trẻ tuổi, đầy quyền lực. Anh ta bước xuống với vẻ tự tin, liếc nhìn qua chiếc xe đạp đã bị hỏng của Quyên. Không hề tỏ ra quan tâm hay có ý định xin lỗi. Duy Bảo mở ví, rút ra một xấp tiền và đưa về phía Quyên. Đây, 1 triệu. Cô cứ lấy mà sửa xe, bao nhiêu cũng đủ. Quyên, vẫn còn chưa tin vào những gì đang xảy ra, nhìn Duy Bảo với ánh mắt bàng hoàng. Thái độ coi thường và cách hành xử của anh ta làm cô cảm thấy không thể chấp nhận. Cô từ chối nhận tiền, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát, anh nghĩ chỉ cần tiền là xong sao? Cái tôi cần là lời xin lỗi. Anh đi sai đường, cán hỏng xe của tôi. Tiền không thể giải quyết hết mọi chuyện đâu. Duy Bảo không khỏi bất ngờ trước phản ứng của Quyên. Anh nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước sự cương quyết của cô giáo. Đường này không cấm xe hơi. Tôi có quyền chạy xe qua, cô lại đậu xe giữa đường thì sao trách tôi được. Nếu muốn cãi thì lần sau mang luật ra mà nói chuyện. Đây là 1 triệu, cô cầm lấy để sửa xe, còn lại coi như tôi bo cho cô. Quyên, không chịu nhượng bộ, cương quyết đáp trả, tôi là giáo viên, không phải là kẻ hám tiền hay người phục vụ để nhận tiền bo của anh. Anh giữ lấy tiền của mình đi. Xe tôi hư bao nhiêu, anh đền bấy nhiêu là đủ rồi. Dứt lời, cô bực bội dựng chiếc xe đạp bị méo mó lên và đẩy nó đi sửa, để lại Duy Bảo đứng đó với vẻ mặt ngỡ ngàng. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Duy Bảo gặp phải một người phụ nữ nào dám từ chối tiền của anh, càng chưa bao giờ thấy ai coi thường sự bồi thường của anh như vậy. Anh đứng đó, mắt dõi theo bóng dáng Quyên dựng khuất trong đám đông, lòng bỗng dưng dậy lên một cảm xúc khó tả. Khi đến tiệm sửa xe, Quyên bất ngờ gặp lại một người bạn thân thiết. Đó là Oanh, con gái của ông Sáng, một thương gia có tiếng trong vùng. Oanh bước vào với nụ cười tươi, ánh mắt đầy thân thiện. Quyên ơi, bà làm gì mà lại phải đi sửa xe thế này? Có chuyện gì vậy? Oanh vừa nói vừa nhìn vào chiếc xe đạp méo mó của Quyên. Quyên thở dài, kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Trong lúc họ trò chuyện, Duy Bảo, không biết từ khi nào, đã đứng gần đó, đôi mắt lấp lánh sự nghi ngờ. Anh ta cảm thấy có điều gì không đúng. Chẳng phải cô gái này vừa từ chối tiền của anh sao? Bây giờ lại thân mật nói chuyện với một người đàn ông khác, mà người đàn ông này lại xuất hiện đúng lúc đến thế. Không thể kiềm chế được sự nghi ngờ, Duy Bảo bước tới, giọng nói đầy thách thức. Hai người quen nhau à? Hay là đang cố tình cấu kết để lừa tôi? Làm tiền tôi sao? Anh giật mình trước lời nói gay gắt của Duy Bảo, vội vàng xua tay, không, không có chuyện đó đâu. Chúng tôi chỉ là bạn thân thôi, gặp nhau tình cờ ở đây. Anh đừng hiểu lầm. Anh cố gắng giải thích, nhưng Duy Bảo dường như không tin tưởng, ánh mắt anh ta đầy nghi hoặc. Quyên lúc này cảm thấy khó chịu. Cô không thể tin rằng Duy Bảo lại có thể suy nghĩ một cách tiêu cực như vậy. Cô bước lên trước, đối diện với Duy Bảo, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết. Anh nghĩ tôi và anh đang cấu kết để trục lợi từ anh sao? Tôi không cần tiền của anh, và tôi cũng không cần anh hiểu lầm thêm bất kỳ điều gì. Anh nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói ra những lời như vậy. Duy Bảo không biết nên phản ứng ra sao. Lời nói thẳng thắn của Quyên khiến anh cảm thấy như bị đánh thức khỏi sự kiêu ngạo của mình. Cô gái trước mặt anh không chỉ là một người bình thường, mà còn là một người có lòng tự trọng, không dễ dàng bị đồng tiền hay quyền lực làm cho lung lay. Tập 14 khép lại với cảnh Quyên đẩy chiếc xe đạp của mình ra khỏi tiệm sửa xe, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng nhưng đầy kiên định. Trong khi đó, Duy Bảo đứng lại, suy nghĩ về những lời Quyên nói. Liệu sự kiêu hãnh của anh có bị thử thách? Liệu Quyên và Duy Bảo có còn gặp lại nhau? Và nếu có, cuộc gặp gỡ lần sau sẽ như thế nào? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đừng khóc anh đây rồi. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới.
like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.